Chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo kênh Út Phương Vlog nha. Trưa hôm nay phần ghé là vô bán cô chị Tiên, cô chú anh chị ở 157 đường Nguyễn Chí Thanh nối dài phường 16 quận 11 nha cô chú anh chị. Này chủ rầm chị Tiên bán đồ chay nha cô chú anh chị. Này củ chiên chay với bún mì xào chay. Nó có bồi vào. Dạ với to kia nữa. Này đi ăn hủ tiếu chay cả nhà. Này cái đầu hủ tiếu chay có cải. Nè chị bún mì xào, anh nấu đen á. Cái tủ đồ ăn này có bột tấm đậu hủ, chả giò. Phải bún mì xào không? Mày nó bún vậy trong nhà đông quá trời. Mày bún mày. Chú chờ mua thêm gì nữa chú? Chờ nóng to nữa. Cái này khô. Chờ nó đó. Không có đâu. Chờ hủ tiếu nữa chứ. Tiền luôn nè, 55 thôi loại 45 ấy. Không lấy nước lèo ha, cái xào này. Em trái cả chị. Cũng mì xào thì cả tiền trước mới có. Hủ tiếu 30.000. Xào thì 25. Xào 25. Rồi sao còn ai nữa? Còn ai nữa? Lắm tao được rồi. Dạ nấu về. Đó làm rồi đó. Trả tiền nha nha, tiền. Ngày rằm người ta đi ăn chay quá trời luôn. Vô ngồi cho hết chỗ rồi, dạ. Chẳng ngồi thì ra kìa, vô chẳng ngồi ta tới đó kìa, chứ phải ngồi luôn á. Không sao, không sao, thế nào cũng còn chỗ à. Dài làm cho xuống về rồi đây. Cắt đồng đồng quá trời luôn cái chứ gì. Dài á, mì dài, ổ tiểu dài. Ngồi hết bàn luôn. Vô nữa. Mấy ngày rằm mùng 1 rồi mấy chỗ bán đồ chay bán đồng lắm. Này thứ tư nếu mà không bán được chai chỗ của chị Tiên sẽ bán bún mắm nha cô chú chị. Đây chỗ của chị Tiên bán 6 ngày từ thứ hai tới thứ bảy nha. Mỗi ngày một món nha. Chủ nhật thì không có bán. Rồi nước lèo đầy luôn. Dài á. Một hộp bún xào chay đem về. Anh đợi em. Rồi. Anh rửa cái tay hả? Bà rửa hoài. Rồi. Em bình nước lèo nữa nha. Rồi. Trong nhà giải quyết hết rồi, giờ tới ngoài đây. 90 rồi. Đúng rồi. Ủa thằng kia nó ăn cái gì con mẹ nó đây mất gì vậy? Ghê. Đúng rồi. Ghê. Đông ghê. Mấy cái chai này nửa tháng mới bán một lần cô chú anh chị. Giá ăn khá là đồng. Giá cũng rẻ hơn mấy cái món mặn nữa. 25.000 uống mì xào, hủ tiếu chay thì 30.000. Nấm đậu hũ chả. Cái tủ này là để chả giò với hoành thánh nè. Dạ dạ cảm ơn chú. Để chả giò Quỳnh Thánh này nha cô chú. Chài này thì ăn rau củ nhiều. À, có bánh canh nữa ha. Đây có bánh canh nữa. Anh chạy con 40 khách đi về ba cái lên anh.
cho làm hai chiếc canh luôn đi. Bốn mươi tháng thì 35.000 nha anh ta. Má ăn cái gì anh hỏi rồi làm thêm nữa. Cho viên hai viên canh, đang làm nè. Em hỏi cái thằng bên đường. Bốn mươi sao? Trời ơi. Chút nào cũng đang làm. Hôm qua hỏi rồi về làm thêm không nấu rồi lát anh qua rửa rồi sao? Chị hai em đang làm chị hai. Thiếu người chạy bàn. Đông quá giờ. Giờ qua giờ. Đâu? Cái tôi rất mạnh đâu đấy. Cái tôi làm chảo bảnh đi. Này đâu? Đưa anh Tâm đi, cứ sửa sầu đi, đưa đây. Ai dính tay quá chưa? Không rồi anh qua giải quyết cái mầm đó anh đi đi. Bán đây vừa bưng đi cho khách rồi khách vừa mua về mình với Tiên quay không kịp rồi.
chú này nữa nè, chú này lâu, chú này bún mì xào. Giờ cao điểm, giờ cao điểm. Giờ này giờ cao điểm. Cái này mấy thùng vậy chị? Có rồi đó. Em coi đóng đi cho tao, có vợ mày nó chị chứ bộ. Này nghe nè. Có đẻ thôi em đi. Có đẻ chờ. Rồi. Không mấy mấy phần vậy không? Hai phần thấm trộn nó xong thấm cho hai cái tô mũ đi. Chú này anh 25.000 anh ơi. Anh lấy ok chú ta. Làm cho ta đầy đủ. Làm cho nó 30 kg. Nó ăn nhiều. Bỏ nước tương đồ vô vô đây nha. Dạ dạ em tưởng anh ăn. Xong mà tới trong nhà. Gái này nữa nè. Trong nhà còn chỉ 4-5 tô nữa là xong rồi. Có chỗ cho mình ngồi rồi. Chai mà đông quá. Bán đồ chai còn đông hơn bán đồ mặn. Rồi có chỗ ngồi rồi, vô ngồi ăn thôi cô chú chị. Đứng đây đói bụng lắm á. Đã múc hết 4-5 tô này tới mình nè. Anh Tỷ đợi em xíu nha anh Tỷ. Dạ. Hai đứa không đạt thì đi cái luôn. Trời ơi, khách vô không biết thì đi quên hai đứa luôn. Người ta không dí không chứ. Hôm nay bị dí nè, nay bị dí. Nay bị cách giờ dí. Giờ có điểm nè. Ủa vô một lượt. Thank you.
Đây kêu một bò tô bún xào chay nha cô chú chị. Thì một chén nước súp. Nước súp này ăn hủ tiếu chay nè. Hai dạng hủ tiếu chay ông ăn, ăn bún xào. Kêu thêm chén súp này húp nè. Trong đây có nấm đông cô nè. Đậu hủ nè. Cà rốt, đậu cải, bắp. Này gì này giống tàu hủ kỳ. Này 30 ngàn. Bún mì xào thì có đậu hủ, chả giò, rau xào. Có hoàng thánh đây nè. Chan nước tương đậu dưới này nha, cô dính chị trộn lên. Đồ chay thì nó có vậy thôi. Rồi ít nước tương. Xin thị mi nữa ít quá. Ừ, cô chú chị hơn 12 giờ rưỡi rồi, quá đói bụng trời nóng quá. Rồi kiếm chỗ nào chung vô máy lạnh chịu không nổi. Cô chịu lấy ít bún mà lấy hay nhiều quá. Súp này ngon. Nãy đông quá, giờ mới bớt. Một giờ cũng còn khách đi ăn nữa. Nhét canh bằng giữa trong luôn.